Đây là mô hình chăm bón bưởi mà Hà Bưởi Ngon đang bắt đầu chuẩn bị làm xong. Sau khi đã xới đất, bón phân NPK, phân hữu cơ vi sinh, phân trung vi lượng và phân chuồng thì đã nấp đất và gon lên luống như thế này. Đây. Có thể nhìn rất là đẹp. Sau đó thì phải dốt vào gà, không gà nó bới tung tuế nha. Làm xong cái này thì đến cuối tháng 11 âm lịch là sẽ bắt đầu tưới nước vào. Khi chúng ta dùng máy xới đất vào gốc cây thì chúng ta bón xong tưới thì nó sẽ giữ được nước ở trong, chứ nó không trôi mất nước và nó không trôi theo phân ra ngoài. Nên là khi chúng ta bón phân ở xung quanh gốc như thế này là nó sẽ giữ được toàn bộ ở trong gốc cây. Đây, công nhân đang làm, mất một buổi sáng ngày mai nữa thì mới xong. Đây, sau khi nấp cho phân vào cái này xong thì nấp vào gon phẳng lại, nên luống hơi cao cao này. Rất nhiều bà con bảo Hà Bưởi Ngon làm video chỉ cách xới gốc và nên luống để bón phân xong tưới nước như thế nào thì bà con có thể nhìn đây. Nhưng mà nhà nào không có máy thì cuốc bằng tay thì nó hơi vất vả, vì cuốc bằng tay nó năng suất lao động nó kém hơn là so với máy. Sau khi cuốc xới cách gốc ra khoảng 40 cm, cuốc xới đều, sau đó thì chúng ta khơi ra. Cuốc đất nhỏ rồi thì chúng ta sẽ khơi ra cách gốc khoảng 1 m. Sau đó thì bón phân. Bón phân là chúng ta sẽ bón cách gốc ra khoảng 3 đến 40 cm, từ khoảng đầu ngón tay Hà Bưởi Ngon đây, bón dài ra đến cả xung quanh rãnh như này. Để xung quanh rãnh này xong rồi nấp lại, nấp đất lại. Khi chúng ta đã bón đủ NPK, hữu cơ vi sinh, phân chuồng và phân trung vi lượng thì chúng ta sẽ nấp đất lại, tạo thành một cái đường G đây, tạo thành một cái G kiểu như này. Thì khi chúng ta tưới nước vào thì nước nó sẽ không bị trôi mất phân ra ngoài. Đây, chúng ta thấy công nhân Hà Bưởi Ngon cũng đang làm đây này. Đấy. Đây. Và chúng ta lưu ý là những cái ruộng nào mà chúng ta mà bằng phẳng thì chúng ta phải xẻ rãnh. Chúng ta phải xẻ rãnh như này để thoát nước vào mùa mưa. Cho cây ở trên bờ luống như thế này là nó sẽ khô ráo và không bị úng thối rễ. Thối rễ thì đồng thời chúng ta khi có quả vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 và tháng 10 âm lịch là chúng ta sẽ bị thối quả. Thối quả và rụng rất nhiều. Nên là chúng ta lưu ý là chúng ta vườn nào mà thấp, trũng, bằng phẳng thì chúng ta phải xẻ rãnh để thoát nước. Đấy, sau khi mà Hà Bưởi Ngon sẽ làm xong thì nhìn vườn này nó rất là đẹp. Rất là đẹp. Đây là bà con có thể nhìn và làm theo. Chúng ta có được cái máy xới đất như thế này này. Chúng ta làm rãnh và chúng ta xới gốc thì làm rất là nhàn. Đây là con máy bộ cuốc này này. Bộ dao cuốc này chúng ta cuốc lên là rất là nhàn này. Đấy. Đây là con máy Hà Bưởi Ngon làm vườn này. Con máy này làm thì nó bằng 10 người. Đây, cả một cái vườn rộng như thế này, hơn 60 cây bưởi mà Hà Bưởi Ngon chỉ dùng máy Hà Bưởi Ngon cuốc. Cuốc vườn là cuốc có một ngày xong sớm, tức là có một công lao động và chưa hết một bình xăng. Cứ gọi là hết một bình xăng đi. Một bình xăng này là 2,8 lít. 2,8 lít thì gần 3 lít. Mà một công lao động cuốc hết gần 60 gốc bưởi như thế này. Bà con nhìn vườn mênh mông, nếu mà cho cuốc tay thì khóc luôn. Cầm cuốc ra thì lại vác cuốc về thôi. Bởi vì đất này nó rất là cứng, đất thịt pha xếp. Đây phía đằng này còn cây nữa này. Đấy, phía này nữa. Chứ nhiều đất lắm, diện tích nhiều. Cho nên là bà con muốn làm được kịp thời vụ và giảm tiền công lao động thì bà con phải đầu tư khoa học công nghệ bằng máy móc để hỗ trợ lao động. Không thì chúng ta làm bằng chân tay chúng ta rất là vất vả. Đây là Hà Bưởi Ngon dùng máy xới đảo đất xong rồi thì mới bắt đầu khơi gốc ra bón phân và lại nấp đất vào. Thì khi đất nó nhỏ rồi làm nó mới nhàn. Chứ còn nếu mà chúng ta mà cuốc bằng tay xong chúng ta
làm được hết cái vườn này thì chúng ta khóc luôn, thì mất rất nhiều công lao động. Cả một cái vườn rộng như thế này, cây to như thế này mà Hà Bình Ngon chỉ tỉa cành mất 4 công, hai người tỉa mất 4 công, cho là 5 công đi, mất 5 công lao động tỉa cây, tỉa thoáng luôn, tỉa đẹp luôn. Xong thì tập trung cành lại một chỗ thoáng như thế kia, và sới gốc mất 1 công, sới gốc bằng máy này mất 1 công. Sau đó thì bón phân và nấp gốc này là mất, gọi là mất 2 công lao động, 2 công lao động, 2 công rưỡi. Làm buổi chiều nay thì chưa xong hết, thì gọi là thêm mất một buổi ngày mai nữa, nửa công nữa là 2 công rưỡi. 2 công rưỡi với 5 công cắt tỉa cành là 7 công rưỡi, với 1 công sới đảo gốc là mất 8 công rưỡi. Một cái vườn rộng 60 cây bưởi to này đấy, nếu chúng ta mà không có máy thì chúng ta làm 8 công rưỡi thì chúng ta không thể nào vừa cắt tỉa cành, vừa sới đất, vừa bón phân và vừa nấp gốc như thế này mà chúng ta làm xong trong 8 công rưỡi được. Nó rất là vất vả, vất nhất là cái công cắt tỉa cành và sới gốc để bón phân. Đó là những cái công việc mà tốn nhiều công nhất. Còn khi mà chúng ta mà sới gốc ra rồi, chúng ta làm nhỏ đất để chúng ta khơi ra bón phân, thì chúng ta bón rất là nhanh. Bón và nấp đất mà nhỏ này chúng ta làm rất là nhanh. Bà con có thể liên hệ với Hà Bình Ngon, số máy 0968129996, địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội, để được tư vấn chăm sóc vườn cũng như hướng dẫn cách làm đất, bón phân, cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dụng cụ làm vườn như cưa, cắt cành, kéo, bấm cành và máy móc làm vườn. Hà Bình Ngon đều bán ra thị trường rất là nhiều, nên bà con có thể liên hệ với Hà Bình Ngon để Hà Bình Ngon tư vấn, hướng dẫn và giúp bà con có những lựa chọn chuẩn nhất qua Zalo và Facebook, số điện thoại 0968129996, hoặc đến trực tiếp tại nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị bà con đã theo dõi video clip của Hà Bình Ngon. Nhớ đăng ký kênh YouTube để có những kỹ thuật sớm nhất gửi đến quý vị bà con. Qua Hà Bình Ngon sẽ đăng bài lên và bà con nhận được ngay để áp dụng vào vườn nhà mình.